Chào mừng các bạn đã đến với bản tin thể thao trên Bóng Đá Today. Hãy bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để luôn cập nhật những tin tức bóng đá nhanh nhất. Và sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Messi ghi bàn Argentina thắng trận đầu ở vòng loại World Cup năm 2022. Manchester City trói Kevin De Bruyne với hợp đồng khủng. Paul Pogba muốn gia nhập Real Madrid. Lionel Messi trở lại, triệu fan vui mừng. Tiền đạo Lionel Messi đã ghi bàn thành công trên chấm phạt đền, giúp đội bóng quê nhà có được 3 điểm trước đối thủ khó chịu Ecuador. Được chơi trên sân nhà trước đối thủ dưới cơ, không quá bất ngờ khi Argentina chọn cách nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Không phải đợi quá lâu, các vũ công Tango đã sớm có được bàn thắng mở tỷ số nhờ vào cú đá phạt đền chính xác của Lionel Messi. Nhưng trước đó phải kể đến nỗ lực đi bóng rất đáng khen ngợi của tiền đạo Ocampos trong ngày anh được thế chỗ của Paulo Dybala. Những phút sau đó, Ecuador bất ngờ vùng lên mạnh mẽ và tạo ra những đợt lên bóng rất đáng chú ý. Tuy nhiên, khung gỗ của thủ môn Armani vẫn được bảo toàn trước khi bước vào giờ nghỉ. Sức ép lớn tiếp tục được các cầu thủ duy trì khi bước sang hiệp 2. Tuy nhiên, cũng giống như hiệp 1, khâu xử lý cuối cùng của Ecuador là chưa tốt. Vì vậy, họ không thể có được dù chỉ là một bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Argentina chơi phòng ngự chủ động hơn. Chính vì thế, cơ hội dành cho Messi và Lautaro Martinez là không nhiều. Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu cùng với việc bảo toàn lực lượng là quá đủ đối với huấn luyện viên Scaloni. Đây là 3 điểm quan trọng để Argentina tự tin hướng đến những trận đánh lớn trước Brazil, Chile và Uruguay. Hợp đồng hiện tại giữa Kevin và Man City còn hạn đến hè năm 2023, hưởng mức lương 280.000 bảng trên một tuần. Dẫu vậy, các sếp lớn của The Citizens muốn kéo dài hợp đồng thêm 2 năm đến năm 2025. Thù lao của ngôi sao người Bỉ sẽ được tăng lên mức là 350.000 bảng trên một tuần. Nếu đặt bút ký, Kevin De Bruyne sẽ vươn lên trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai ở Premier League, chỉ kém David De Gea, người đang hưởng lương 375.000 bảng trên một tuần. Thời gian qua, đại diện Man Xanh và luật sư của De Bruyne liên tục ngồi với nhau để thảo luận chi tiết thêm về các điều khoản cá nhân. Đội bóng thành Manchester muốn tưởng thưởng cho lòng trung thành cũng như sự tận tâm cống hiến của De Bruyne cho câu lạc bộ. Ngay cả trong thời điểm Man City đối diện với nguy cơ bị cấm thi đấu 2 năm ở Champions League, mùa bóng 2019-2020, dù đoàn quân của Guardiola chỉ về nhì tại Premier League, nhưng De Bruyne vẫn thể hiện phong độ cao và đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh bầu chọn. Nếu gắn bó cùng với Man City trọn vẹn như trong bản hợp đồng mới, De Bruyne sẽ phục vụ Man City đến năm 34 tuổi. Tiền vệ Paul Pogba mới đây đã khiến người hâm mộ Manchester United cảm thấy vô cùng lo lắng khi công khai thừa nhận muốn gia nhập Real Madrid sau khi hết hạn hợp đồng với Quỷ Đỏ. Ngôi sao người Pháp Paul Pogba đã tiết lộ mong muốn được khoác áo Real Madrid sau khi hết hạn hợp đồng với Man United. Cựu sao của Juve khẳng định việc được chơi bóng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giống như một giấc mơ dành cho sự nghiệp của anh. Hợp đồng của Pogba với MU chỉ còn thời hạn 10 tháng và tiền vệ 27 tuổi đã thừa nhận rằng giám đốc điều hành Ed Woodward đã không có ý định gia hạn hợp đồng với mình. Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Quỷ Đỏ đang vô cùng bất định về tương lai với động thái từ ban lãnh đạo đội bóng. Đây đang là thời điểm Pogba tập trung cùng đội tuyển Pháp và trong buổi phỏng vấn mới nhất, ngôi sao MU đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi cho biết: "Vâng, tất cả các cầu thủ bóng đá đều thích khoác áo Real Madrid. Đó là một giấc mơ đối với tôi. Một ngày nào đó sẽ là như thế. Tôi đang ở Manchester và tôi yêu MU. Trân trọng mỗi ngày ở đội bóng này và sẽ cống hiến hết khả năng cho tới khi không còn thuộc về MU nữa." Man United vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa hè vô cùng khó khăn khi huấn luyện viên Solskjaer được cho là không thể mua về những cái tên như ý. Sự tích cực của Quỷ Đỏ chỉ đến ở những ngày cuối của phiên chợ. Nhưng chính vì thế, đội bóng thành Manchester đã chỉ có được chữ ký của những cầu thủ khó có thể coi là bom tấn. Bởi vậy, mục tiêu giữ chân các trụ cột đang là nhiệm vụ hàng đầu mà MU hướng tới. Tuy nhiên, với phát biểu của Pogba, MU rõ ràng đang thực hiện điều này không tốt. Pogba khẳng định, không ai trao đổi với tôi bất cứ điều gì. Tôi chưa nói chuyện với Ed Woodward. Chúng tôi chưa bao giờ nói về một thỏa thuận mới. Hiện tại, tôi đang ở Manchester và đang tập trung để lấy lại phong độ tốt nhất. Tất nhiên, tôi không thể biết tương lai mình sẽ ở nơi đâu. Pogba sau khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia đã ra sân thay người trong chiến thắng đậm 7-1 của đội tuyển Pháp trước Ukraine ở một trận giao hữu quốc tế. Trận đấu tiếp theo của Pogba ở ngoại hạng Anh sẽ là cuộc đọ sức giữa Manchester United và Newcastle United. Các cổ động viên của đội tuyển Argentina đang rất vui mừng khi Lionel Messi liên tục lập công cho đội nhà và đó đều là những bàn thắng mang tính quyết định.
Đội tuyển Argentina có màn ra quân không mấy ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Mặc dù vậy, họ vẫn có được điều mình cần, đó là 3 điểm trọn vẹn trước đội tuyển Ecuador. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Lionel Messi từ chấm phạt đền. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp siêu sao người Argentina lập công cho đội tuyển quốc gia sau chuỗi 4 trận tịt ngòi tại Copa America 2019. Điều đáng nói là cả 3 pha lập công này đều quyết định tỷ số trận đấu. Trong trận đấu giao hữu với Brazil vào ngày 16 tháng 11 năm 2019, Messi ghi bàn thắng duy nhất giống như cuộc đối đầu với Ecuador ngay hôm nay. Trong khi đó, pha sút phạt đền thành công ở phút 90 của Messi giúp đội tuyển Argentina có trận hòa 2 đều với đội tuyển Uruguay vào ngày 19 tháng 11 năm 2019. Trước đó, Cavani và Suarez ghi bàn cho đội tuyển Uruguay và xen kẽ giữa hai bàn thắng này là pha lập công của Kun Agüero. Điều này cho thấy Messi vẫn là nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển xứ Tango. Ngay ở trong trận đấu với đội tuyển Ecuador, giới mộ điệu cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Không chỉ ghi bàn thắng duy nhất, Messi còn là trung tâm của mọi đường lên bóng tại đội tuyển Argentina hiện tại. Messi đang đá tới hai vị trí là tiền đạo cắm kiêm tiền vệ kiến thiết. Siêu sao người Argentina không chạy nhiều mà chủ yếu đi bộ. Thế nhưng mỗi lần Messi tăng tốc là hàng phòng ngự của đối phương rối loạn. Không như vậy, Messi còn thể hiện đẳng cấp của mình ở những pha kiến tạo. Siêu sao người Argentina có ít nhất 2 lần thả bóng cực kỳ tinh tế để đưa đồng đội vào thế dứt điểm thuận lợi. Đáng tiếc là Ocampos và De Paul đều không tận dụng được nên Messi không có kiến tạo nào trong trận đấu này. Sau trận đấu, Messi đã cho biết: "Chúng tôi biết trước đây là một trận đấu khó khăn nên toàn đội đã chơi hết sức mình. Điều quan trọng là Argentina đã giành được 3 điểm. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục nối dài thành tích này. Chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng bởi vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến khó khăn và chúng tôi hiểu điều đó. Đã quá lâu rồi toàn đội chưa được chơi bóng cùng nhau nên có một chút lo lắng. Năm qua là một năm khó khăn với tất cả. Có thể chơi cho đội tuyển quốc gia và giành chiến thắng đem lại niềm vui cho mọi người là vinh dự của tôi." Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh Bóng Đá Today, ấn chuông thông báo để luôn cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trên toàn cầu. Xin chào và hẹn gặp lại!